Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình muốn cho mọi người xem là những cái ngôi nhà ở Mỹ người ta trang trí cho cái mùa lễ Noel như thế nào nha. Đầu tiên đây là cái nhà đầu tiên thì các bạn nhìn thấy ở ngoài người ta có trang trí nào là người tuyết nè, thấy không? Đẹp không? Rất là đẹp nha các bạn. Đó, ở cái nhà của người ta còn trang trí ở trên cái cây nữa kìa. Thấy các bạn thấy là cái cây á, nó có nhiều sắc màu tỏa ra kìa, rất là đẹp. Đây các bạn nhìn thấy, đây cái nhà đầu tiên mà ta trang trí rất là đẹp ha các bạn. Rồi bây giờ mời các bạn cùng theo mình và xem những cái ngôi nhà khác người ta trang trí như thế nào nha. Let's go.
Vâng, và đó là những cái ngôi nhà mà người ta đã trang trí những cái đèn Giáng sinh. Các bạn nhìn thấy có hấp dẫn không nào? Rồi, nếu như các bạn thích cái video này, xin hãy để lại bình luận hoặc là cho mình một like và một đăng ký và bấm chuông để luôn luôn theo dõi những video mới ra hay và hấp dẫn nhé. Rồi, Miley xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Ok, bye bye.